lên xem 10 em đã quay lại với channel của mình. Mong tỷ các thể diệt được tạm giới, đã tốt 10 000 năm tuổi tầm 150 lên full bộ nam diễn phần mô tả nhé. ăn núi hàm hồ, cho tất là đại năng đứng đầu tám đại thánh cảnh ở thượng cổ giới, Dương Viêm Thành, sao có thể bị hi diệt chứ? Có vậy không thì đợi quay về rồng châu có tự sẽ rõ. Tiền thưởng bây giờ của cô lên tới 100 triệu nền thạch rồi. Cũng mấy chúng ta chiếm được trước. Vì tìm được cô mà bồn đại gia dạ đã tốn không ít tiền để giết người nhà. Trọng gia của cô mới lấy được tình báo tâm tiêu thự trọng gia đang ở đây. Trên đường đi không ngờ nghĩ tìm cô hơn một tháng trời. Bất màn sồn sát. Chúng ta là quý tàng cần nền phòng. Còn ngươi cũng chỉ là một. A à, không đúng. Tên tự tử không có linh lực này chắc là nam sủng của cô nhỉ. <laughs> Tâm đi thử Cái thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Nếu như con ngôn ngọn bó tới chịu Thì con có thể tránh được nỗi đầu xác thịt Nếu không chỉ đến bốn đại gia đích thân ra ti Hả? Mấy cái lời của hàng Tây bì nhiều người Coi như là bọn từ từ đã hiểu rồi Rõ ràng chính là nỗi rối sang bị Qua nhiều ý hệt như lời đầu Có tốt luyện thuộc pháp thuộc tinh hỏa bốn đầy già dạ. chính là khắc tinh của cô đang chết tên này lại là thể tù thủ linh can Á à dạ ngươi mau đi ngươi còn để cái gì nữa mau giết cái tên nhóc kia đi rồi yếm hộ ta bắt sống trồng hòa con <laughs> còn, còn người nói à Á à dạ Đuổi mặt với bốn đời già dạ. Mà người còn có tâm trạng để quản nằm sống của mình sao? Không? Ý. Không có ba động linh lực nào tiếng kia rõ ràng đã bắn trúng hắn mà. Vừa nãy xin ra chuyện gì vậy? Có thể dùng linh khí qua là hơi phiền phức, nhưng mà vấn đề lại không lớn. Quyền pháp là tổ tổng truyền lại, có lẽ đủ dùng ở thường cổ giới này rồi. Chị tử, giá thần lộn quỷ ngay cả linh lực cũng không có. Vừa đấy nhất định là dùng pháp khí gì đó. Tiếng này nhất định chỉ giết chết người. Trồng hoa. Tột lực vùng kiếm chém ngang về phía trước. Hả? Dạ. Nghiệp hỏa kiến. Phong tiên hỏa. Đây. Dự hổ Ơ à. Nội Ba nãy các người nhắc tới Dương Nguyên Thành Rốt cuộc là có chuyện gì Nội nhìn rắm Nói dối nửa cầu Ta tu chính này Chính là kết cục của người Dương Hồ nói đều là sự thật Dương viên Thành nửa tháng trước đã bị diệt rồi Nguyên nhân cụ thể là gì thì ta không rõ Chỉ biết là lúc đó có một tiếng gầm vàng Từ trên trời ở thương cổ giới Rất nhiều thứ lực phòng mồm Tông mồm vì vậy mày biển mất Cả thế giới đều đang trì nã cô Hai, nhưng chúng tôi cũng chỉ vì tiền thưởng cao năm mới tới. Những chuyện khác thì ta đều không biết. Những gì ta biết đều đã nói hết rồi. Xin tạm đi thưởng cái ta cho ta một mạng. Phong tụng ta nghĩ lập là trâu làm ngựa vì tiền thưởng. Làm nô lệ cũng được. Trong hoài. Cố cho ta dùng viên thành không thể sập đổ. Nhất định là có vấn đề nào đó. Ta lập tức quay về. <laughs> Tình ngủ dốt. Giống quay lưng lại quy tả. Một trăm triệu đến thịt này nghiệp hỏa kiếm viêm tán sĩ nhục danh tiếng nhà ta còn dám ra tới với người của ta bốn tiểu thừa từ đâu đã không có ít tha cho ngươi rồi dương viêm kết lên này bao xa đi suốt ngày suốt đêm thì nhất toàn bảy ngày vậy thì phải trói trấn thành gần nhất tìm hai con không cần phải phiền phức như vậy ừ? người phê bám chất đó à. xuất phát vừa nãy ta đã muốn hỏi rồi bác nãy người cuồng chớ chuyện hướng mùi tên đó là chú thức gì vậy kỳ sáu từ về mà thôi kỳ sáu một đạo sĩ nghi phàm cực cảnh cũng không phải nhiều người không chỉ chặn được một đoàn toàn lực của tu sĩ quy tàn cảnh hơn nữa con hỏi giữ thành lệnh phối hợp cùng với ta với cái tình đó. Cái phương thức vượt cấp chiến đấu này ta chưa từng nghe qua. Uống cho bọn tiêu thự bắt nảy cùng lời cho người. Trong đào môn có một loại vợ kỹ có thơ mượn lực đền trả dung nhu khác cường. Gọi là thái cực quyền. Nó như muốn hợp thì ta có thể dạy. Đây đó. Để về dung nguyên thần thì chúng ta có sát nhiều chút. À đúng rồi. Con chuyện liên quan tới người nữa. Phải kết cho bốn tỷ thư nghe đó. a à, xuống đi trong hoa Hả Người không pháp khí của cô tốc độ tuy thành Tuy nhanh nhưng mà tiêu hào linh khí cũng lớn Với kinh giới hiện tại của cô Rất khó để duy trì thời gian dài Bị người nhìn ra rủi à, Ta lần đầu tiên mà theo người phi hành Vốn là muốn một hơi theo người phi hành Vốn là muốn một hơi bay về dương thành luôn mà Đây rồi Bên dưới có lẽ là Vốn một trận biên giới bắt vật Chúng ta tạm thời dừng ở đó đi. Ừ. Quán cơm vấn mộ. Sao người không ăn khó hơn cô vị à? Ta có tùy nhị đưa lên thêm vài món. Tạm thời thì ta chưa đối. Cô cứ ăn đi. Có không cần phải quan tâm tới ta. Ừ. gì à? Nào. Mấy cái này cho người đó. Cho ta thường nói. Tuy chúng ta là người tù đạo. Nhưng mà cho dù tù vị cao. Mấy ngày thì ăn ngủ. Nghỉ thì cũng là chuyện lớn quan trọng hàng đầu. Hơn nữa, người chỉ là một tiểu đạo sĩ chứ đã tới phạm cảnh, không có lực khí lực như ta được. Nếu như không đủ, thì ta cầu tư nhị mang thơm lên. Ngươi là thù hại của ta, muốn tiểu thư ra ngồi tu luyện trong nhà cho không ít tiền, không cần phải tiết kiệm cho ta. Trọng hoài, sao vậy? Chúng ta quyến biết chịu lâu sẽ có tín nhiệm ta như vậy. Ta nói người nhìn thùng mắt có tiền không, Ta không lừa người đâu. Ở trong rừng rằm lần đầu tiên nhìn thấy người thì ta đã cảm giác kỳ lạ rồi. Một cảm giác thân thiết như là huynh trưởng với phụ mẫu của ta vậy. Ta không nói được là tại sao. Rõ ràng chỉ quen chết tới một ngày. Nhưng cảm giác như đã quen rất lâu rồi. nhiều cảm giác sao? Cách phá đốn như vậy không địa trí. Giá như ta thực sự cố hại, cố lòng hại cô. Trong cơm cần hạ độc, sợ lợi cô đã... Ôi người đừng có nói mấy lời như vậy lúc ăn chứ À xin lỗi xin lỗi à, người Ngươi nghĩ mạnh tỳ thừa là ngốc à Lỗi gì cũng có thể làm tùy tùng của ta Đầu tiên Nghĩ cái tùng mắt là thật Bọn tí thứ nhìn người rất chuẩn Tùy không Người không có linh lực Nhưng mà khí trường trên người của người lại tỏ ra rất sạch sẽ Ta không nhìn ra dục niệm không tốt nào từ trên người của người Hơn nữa toàn thế kỳ quái của người Không hiểu gì về ngoại giới cái này thì cũng còn thật phát định thật là giả. Nhưng nếu như thật sự sắp sớp, sớp dàn tới bên cạnh ta, thì đến một tuần không có từ vị nhiều người phái tới có mô đồ gì chứ, mấy năm cỡ sau. Bỏ qua phản đối của cả nhân vật người, cho nên có người thật ra còn có một nguyên nhân quan trọng. Lúc ra ngoài lịch luyện, thì thậm chứ bà bà đã vô trách quan sát tiền tường đã có núi, Chuyến đi này ta gặp phải một tồn tại đặc biệt. Nếu như có thể thì hãy cố gắng tìm nó. Mấy năm nay, ta không gặp được ai hay là đồng bộ đáng chú ý nào. Nếu như nói chuyện này thật sự có gì đó liên quan tới dự cảm của bà bà, hình như cũng chỉ có người mang lại cảm giác thân thiết từ lần đầu gặp thôi. Quan sát tin tưởng, thám chí bà bà người đặc biệt à? Đó chính là lý do mình và Trọng hòa quen biết trong ký ức sao? Đương nhiên rồi, đó trước núi là tùy tùng, cũng không phải là đùa, ta quá thật là muốn có một tùy tùng. Để sau khi về nhà thì bà bà xác nhận xong Nếu những người ở lại làm tùy tùm của ta Thì ta sẽ chọn người đã ngủ không tệ Mà nếu người cố chấp muốn đi thì ta cũng không miễn cưỡng Nhưng mà trước khi đi Ta sẽ nhờ cho ta giải quyết Vấn đề người không thích tu luyện Đi ra Chuyện là như vậy đó mà ăn đi Ăn xong thì chúng ta phải tìm cách điểm Ừ Ờ thưa sự xin lỗi hay vị à Trời cũng đã tối rồi chỉ còn lại một phòng đơn thôi Tao bỏ thêm tiền có được không Ở cái này vào thời gian này Thì các khách cũng đang ngủ mất hết rồi Ý là Tao bỏ đi Dù sao cũng là một nơi ở mà thôi còn sao Ông có dẫn đường đi À vâng mời cô đường đi bên này Phòng này cũng không phải là quá nhỏ đúng không À dạ hả? Người đó là cái gì vậy Trái chân nệm chuyên gia đất đừng nghỉ ngơi À tới đây bên này nè Ta từ chối À, phản ứng này của người cũng thú vị quá đi mất sao hả sao bốn tí thừa anh thì người sao để tôi tới chồng người đó mỗi chóng nghi ngờ đi chuyện mơ sáng nay hai ta tù có nói Bộ họ ăn núi lung tung mà thôi sẽ không có chuyện gì đâu chuyện về diêm vương thành sụp đổ cũng có bọn họ mới có thể nói ra trong ba đại thành cảnh của thượng cổ giới thì thực lực của dương viêm thánh hòa cũng là cha ta mạnh nhất mà lãnh thủ của cha ta không lớn nhưng dưới sự lãnh đạo của cha ta mà toàn dân luyện võ dường viêm quân lại dưới trướng của cha đã thành lập bởi Từ chân giả chống lại đủ cái loại kỳ địch xâm lược chưa từng có thất bại hơn nữa ở dưới lòng đất của viêm tương thành con dấu thân khí cấp cao đại diện cho toàn hoàng ở thường cổ giới phong viêm thiên huyết đồ tuy rằng Chata ta không thể chấp nhận được chỉ sự của thiên huyết đồ nhưng mà bọn ta cung phụng thiên hiếu đồ nhiều năm nếu như thực sự rơi vào thời ca sinh tử ca tử thì thiên hiếu đồ thì đối sẽ không quan tay đứng nhìn tôi nói như vậy thì người đã hiểu rõ rồi chưa muốn tấn công Dương yên thành đánh tan trọng và bọn ta thì đó là chuyện có thể nào xảy ra à... thường cô giới thiên hiếu đồ trọng giá trong hòa đã từng nhắc tới rằng bởi vì tranh giành thiên hiếu đồ mà mất đi ta từ kết quả để mà phát đoán thì trọng gia đại định sản kết công việc tiêu diệt rồi. Việc này mới sẽ khiến cho trọng hòa đi lên cái con đường trở thành nữ đế. Mục đích của Luân Hoài là nằm ở trong ký ức của trọng hòa kết hợp với bộ phận càng nguyên của mình, mà thông qua ký ức định hình lại và tiêu tàng khiến cho sự tồn tại của nó được thiết lập lại, lỗi bỏ biến số sai lầm. Vậy thì chỉ còn không ảnh hưởng tới tiến trình lịch sử của hội ức vừa rồi. Về trước thì không bị trọng hòa thần, là người sáng lập thế giới phát hiện. Sử dụng pháp thuật chất là có thể tăng nhanh quá trình định hình lại. Ừ. Ừ. Tôn thượng. Đừng mất tập trung. Ổn định đại trọng. Tiểu vô lượng. Huyền ca Khởi trận Vâng Phong thần thuật Xí dường Thượng khung à, Vẫn đúng là không để cho người ta bớt lo lắng mà Tiền bối mới nghĩ đó là Linh lực của sư phụ người bị rò rỉ Không biết tại sao tinh thần của hắn lại buồn lỏng vào trong phục chốc Cùng mày kịp thời vọng ấn rồi Nếu như để luôn dao động linh lực được tán ra ngoài Thì biết cảnh và sinh lệnh của tối nghiệt giới ở bên ngoài chắc chắn sẽ bị giết sạch ngay trong chớp mắt. Chỉ là linh lực bị rò rỉ này thì không sai. Đây chính là rò rỉ. Lỡ như sư phụ của người xảy ra sự cố gì ở bên trong mà dẫn tới linh lực mất kiểm soát. Vậy thì không phải mấy mười thế giới bị hủy diệt đơn giản như vậy thôi đâu. Tập trung tinh thần. Tới cần thời gian để tiết triển thuật pháp. Thời gian của người thì tập trung vào trận pháp. Có chuyện gì vậy? Đồng tính mới nỉ làm ta ở bên ngoài Cũng có thể cảm nhận được Còn sao Đã biết hết rồi Bên phía tiêu giao thiền tồn ra sao rồi Tuyên cổ thì nói ông ta vẫn là nhốt mà ở trong núi không ra ngoài Nhưng mà ông ta báo tiếu tam ta tà qua đây rồi Mà uông tam tối sau Lần trước gặp nó thì đã là chuyện của nhiều năm trước rồi Cũng chỉ là mấy vàng năm trước thôi Dù sao thì có mấy người dùng ta và tiếu tam gia ở đây thì ngươi có thể yên tâm ở thế giới bên ngoài rồi Tôi rất nghiệt giới Nói về đạo lý Thì ta không phải đã đà đang chấp vấn quyết định của đại ca Bản thân nữ nhân có tên là Trọng Hòa này Chính là biên số Vì đã cố cù ta mà mạo hiểm như vậy Ngươi cũng không khuyên riêng, riêng răng lão đài đi à, người tưởng ta chưa từng khuyên răng hay sao à, Vậy thì còn có việc gì mà chúng ta có thể làm không Không có Thiên phương giới này chỉ có gì nhất hắn là có năng lực cấu rỗi người của vô ngọn. Thân lợi người nhà của hắn thì vi có thể làm, thì đã làm hết rồi. Chuyện còn lại thì chỉ có thể tin tưởng hắn mà thôi. À, không ngờ ký ức của Trọng Hòa là yếu ớt tới như vậy. Chỉ là một chút linh lực này can thiệp vào xem tin nữa đã phát tàn ký ức đàn hấp hối rồi. Nơi này chính là giường viêm thành xem ra thời gian lần nữa tiến vào thế giới này là lúc trước đã xuất hiện sự sai lệch vì tính hoàn chỉnh của ký ức tạm thời vẫn đừng có sử dụng linh lực thì hơn chồng hòa lại đang ở trong thành có 32 người lên hải cảnh 5 người quy tàng cảnh không tính là phiền phức lắm phía trên bảo chúng ta kinh chân tòa thành trì này tôi nghĩ người bình thường mà biết được gia tộc bị tiêu diệt thì chỉ nảy sinh sự dự vi phòng. Sẽ không lại tìm tới đây nữa. Không ngờ vẫn đúng là có người ngu dốt tới mức mà tự chui đầu vào lưới để nhà. Trong và tám tỷ thự. Nhìn thấy quốc gia đã từng là của mình đã bị biến thành một đống hoang tàn. Người dân hóa thành thi thể. Cô có cảm nghĩ gì đây? <laughs> Cô nghĩ ra sao? Thì cũng không sao cả. Cô cố bây giờ chỉ là một con chó chết chủ thôi. À không đúng, Cô là một con trò Con chích chủ rất đáng tiền mà đúng Nếu như ban đầu Dương Nguyên Thành đồng ý gả cô Cho bất kỳ con trai nói dối của một vị vôn vương Cựu môn giả sát ngon ngón giáo phận Vì em thiên huyết đồ ra Thì còn gì phải đi đến Còn gì phải đi đến bước đường này Nói nhảm tới đi thôi Đâu hà đi tâm đi thừa à Bản thân cô đeo phó vòng tay rồi Mà còn đi theo bọn ta Bọn ta sẽ không làm gì cô của... Nếu không Cựu muốn thánh thượng từng núi chỉ còn là sống thì có thể thượng nhân thượng. Chứ không có núi là gãy tay gãy trận. Thì không còn. Nắm quý tân cảnh buồn tạ. Cô không có cơ hội nữa đâu. Đầu hạng. Chồng gia ta. Thân là hậu vệ của thần chồng viêm đế. Chỉ có hy sinh. Chứ tuyệt đối không đầu hạng. Cô có bây giờ còn có tư cách để quyết định sống chết của bản thân sao? Tạm tiểu thư Huyền bộ ấn tiền đài. Trước khi rời khỏi nhà thì mẫu thần đã đưa cho ta đang dược này rồi. Cái người chắc biết đây là cái gì nhỉ? Thần thuốc, giúp cho quý tần cần đột phá lên thì nhận cảnh. Cô là có ý gì? Từ nửa năm trước thì bọn tiêu thừa đã là quý tần cảnh đỉnh phòng rồi. Chỉ là không muốn dựa vào cái này để thần cấp lên thiên nhân cảnh mà thôi. Với trạng thái bây giờ thì ta tất nhiên không có linh khí để trải qua cửu đạo thiền lụi. Nhưng mà không sao cả Bây giờ bốn tiêu thừa chỉ muốn coi thử thôi Các người nhiều người như vậy Rốt cuộc có thể thắng cường Kiếp nạn cổ thiền lùi này Lên tới mức nào Động khổ gai người bôi tán cùng Bốn tiêu thư đi ngày cô ta lại Tuyệt đối không thể để cho cô ta núi từ đó Đã rồi Kê đẹp phía sau Lẽ nào là người có chồng già may mắn sống số ư Còn đúng đó là Phía sau có đi tập kích Lã dạ Trộn giá đã diệt rồi Chuyến của ta không đi qua tới người Người con quay lại làm cái gì Đó người Năm ngủ tàn cảnh Con chạy về đo ngốc nhà người thiệt là tớ phục người luôn đó Ồ băng này trồng hòa đã có đỡ ba kiếm Cũng phải để cho hắn chạy Phía nhớ nghi cả phẩm cảnh cũng không phải Lại có thể giết mấy chục thuộc hạ của ta Thì là thú gì mà Cái người đi bắt trồng hòa về Tới pháp vật này và cho người đó dịp rành Đi rồi chỉ là một thể tu mà thôi. Cái lỗ mặt hàng này bây giờ lão tử sẽ tiến người. <laughs> uống địa ngục Hả Cái gì Dịp trên đời nhân Quả khắp vừa nãy Đợi nhân chết rồi Trên người từ tự này không có ba động linh lực Bọn nãy không có khả năng lợi dụng vào kỹ Lấy nó là thủ tục còn đúng Nếu chỉ là thủ tục sao có thể miêu sát với tân cảnh Chuyện này Nè không thể không từ nhận từ từ người là thở tự quỷ dị nhất mà ta từng từng gặp ở trong đời. Nhưng mà tên ngu Diệp Trần là người yếu nhất trong bốn người chúng ta. Đối với Diệp Trần, ở à với đối diện với bốn quý tần cảnh chúng ta, mà lại dám và đám thuộc hạ thần phát lên cảnh sầu lương ta. Cho dù là kỹ xảo của người có mạnh, đi nữa thì cũng khó mà một cảnh trông thoát. Như vậy đi, chỉ còn người giao ra trọng hòa vị pháp thở thuật người ra đi Ta có thể tha cho ngươi một mạng Phần thưởng vốn thuộc về diệp trần cho tôi về ngươi Đồng thời ta cũng có thể phá lỡ tiên cường người gia nhập vào cựu môn quân Sao ạ? À? tôi nghĩ các người có nhầm lẫn gì rồi Từ lúc bắt đầu ta đã không định tha cho bất kỳ ai trong các người Trần chiến hôm nay, đối với Trung Hoa mà núi không phải là cục diện ta chết. Cô ấy trong quá khứ vốn nên may mắn sống sót từ trong lôi kiếp quần bào đấy. Việc mình ra tay để thay đổi tiến trình ký ức vốn dị của cô ấy. Lần này không dẫn tới sự sụp đổ ký ức. Sự đúng của mình không sai. Ký ức có đồng đều hay không là không quan trọng. Quan trọng là mình phải trải qua đoạn ký ức này với nàng ấy. Bây giờ trồng hòa là người bị trì nã khắp thường cổ giới chỉ dựa vào thần sát này để đối phó sự tự tồn để phó sự tự tồn tại ở trên thiên nhân còn tiêu hao nhiều thời gian mi hiện tại nên tìm chỗ kinh đáo để quỷ nhanh chóng trưởng thành hiệu quả đang dựa trồng giới nạp của cô rất tốt thương thế cơ bản thì đã hồi phục rồi đây là thuốc tu dưỡng linh thưởng ta đưa đây ta cầu người đi rồi mà sợ người vẫn quay lại của ta thì nhìn cảnh trên xuống đối với ta không có ý hiếp chi nhỏ thôi chồng già đã mất rồi rõ ràng ta đã hạ quyết tẩm phải theo cha mẹ tại sao phải bắt ta sống một mình trên thế giới này chưa? à. đi không có ai khác muốn khóc thì cứ khóc đi Chà, Mẹ Ôi Tất cả Tất cả đều là lỗi của ta Cha ta cầu đi lịch luyện Là vì cờ môn Và giả sát cầu thần vì ông ấy Họ muốn ta liên hồn với con cháu của bọn chúng Đoạt lấy huyết mạch viêm để ở trong nhà Trong nhà vì muốn bảo vệ ta Lại không cho ta biết Đi tì ta Hạ tinh cảnh mới liên thủ động phá động tổng tấn công dương viên thành. Và tôi gặp nàng ta cũng nghỉ thở ngồi lệnh luyện. Tưởng là khảo nghiệm của cha ông Tạ, nhưng mà ta... Phù thần cô vị dương viên thánh cảnh hoàng kia là thánh cảnh cường giả. Rất lâu trước đó thì có lẽ ông ấy đã suy đoán được sẽ có ngày hôm nay. Cho nên không nói cho cô, ta nghĩ là sợ cô biết chàng tướng sẽ quý trách nhiệm lên bản thân. Cái gọi là cường mồm giả sát kia, nếu như thật sự vì huyết mạch thì viêm đó, thân tộc của cô cũng có thể là đối tượng liền hồn phí công như vậy để diệt trong gia cô chuyện thực sự chỉ đơn giản là liền hồn sao trừ ta ra tiên hiết độ tập một năm hai tiên ký đó là người ta không hiểu nhiều chỉ là cô thân là người mạnh nhất ở trong lớp trẻ trong già có lẽ rất rõ chuyện liên quan tới ba thế lực thường cô giới Muốn che giấu một mình cô mà không tiết lộ ra một chút tin tức nào là chuyến cực kỳ khó khăn. Cho nên, cô không sai. Nếu như ta đoán đúng thì tôi còn khác quyết định từ chối. Ai tên cạnh kia trên dưới trùng già đã là thống nhất ý chí. Đó là phong tỏa mọi tin tức liên quan tới liên hồ. Cho dù cuối cùng nước mắt nhà tàn, thì cũng phải bảo vệ cô sắp xếp cô đi lịch viện cũng là vì chẳng tin tức. Vì ta, nhưng trường già tàu lớn bây giờ chỉ còn một mình ta. Tôi nghĩ có thể cụ đã quên cái gì đó rồi. Chồng già không chỉ là một mình cụ. Lời tì tùng, con đường tiếp theo ta sẽ đi cùng cụ. Ái à, dạ. Nói chỉ vì huyết mạch viêm đề chính thống, thì trấn áp trồng già dám cầm nuôi dưỡng khiến cho bọn họ không ngừng sinh ra đầy sầu, là rõ ràng càng hợp lý hơn. Vậy hai quân vương từ thánh cảnh không thể nào cũng biết chuyện này. Mơ phần viêm thiện huyết đồ, dứt trọng và trang thủ, tiêu đốt sinh mệnh đồ lấy không ít công pháp khí mạnh mẽ, nhưng là một trong bài thiền khí. Phần viêm thiện huyết đồ này không nên tầm thường như vậy. Còn một phần viêm huyết đồ, tại sao lại được biết đã biểu là hoàng chi khí cho vương tiền cổ giới? Tới đây cũng là vấn đề về nghiên cứu. Chủ nhân của nó muốn trồng bảy đại tiền khí. Đàn tiếc, bây giờ tạm thời không tới quay lại bên ngoài. Nếu không thì tìm bọn họ hỏi là đã rõ rồi. Trọng hòa là một chốt xây dựng huyện cảnh này. Mà thiếu hiếp đồ đoán chắc là loại trùng già quan trọng nào đó. Không thể sử dụng linh lực thì chỉ không xảy ra ảnh hưởng đối với huyện cảnh. Vậy thì có lẽ có thể thử tòa ngoài cây cá thay đổi lịch trình trưởng thành của trồng hoa Tỉnh rồi Tiếp à? ừ. theo có dự định gì? cứ muốn về sát Thu diệu, thủ diệu môn của trồng già Ta nhất định phải trả lại gấp trăm lần Ngày mai Ta tới địa giới của họ nghi cách che giấu thân phận lớn vào trong cùng với chết con gái con cái của bọn họ những hậu nhân con cháu này đối với thánh cảnh mà nổi thì chết nhiều nữa thì cũng không dao động được càng bạn nếu như không thể giải quyết được hai quần vườn thành cảnh đó thì mọi chuyện người làm đều chỉ là trò vật vảnh mà thôi thánh cảnh muốn đột phá tới cảnh giới này tôi có dễ dàng chưa năm đó cha ta dưới sự bồi dưỡng toàn lực của gia tộc cũng đã tốn tròn 500 năm thì mới có thể đột phá thành cảnh. Bây giờ không có sự ủng hộ của gia tộc, chỉ dựa vào một mình ta muốn tu luyện từ thanh cảnh, không biết phải tới năm tháng nào. Ta muốn trả thù cho người nhà của ta, không đợi lâu như vậy. Năm trăm năm, không còn thời gian dài như vậy. Tiên phúc của người ra tốt chỉ là cấp bậc của công pháp ẩn định nạp ký của người học quá thấp. Chỉ dựa vào cách mà trước kia người tu hành, không chỉ sẽ dẫn tới càng cơ còn ổn định, mà hiệu sức lên khi chuyển hóa thành linh lực cũng quá thấp, dẫn tới tốc độ tu hành chậm. Tôi thấy trong nhẫn vật của người có một ít dây bút, mượn dùng một chút viết lại cái này. Đạo nhất diễn Sinh kính. Thần phát hóa u hãy ấn đường tương hòa, phá rồi xây lại vàng đạo quy nhất. Cái này khác hoàn toàn với pháp môn nạp ký truyền thống. a à giờ người Trước kia ngươi ta từng thắc mắc về thân thế của ta. Bây giờ ta có thể nói cho người mọi chuyện. Khi còn bé thì ta đã nhầm vào một lạc vào một bí cảnh thất lạc tên là Chư Thiên Vàng Đạo Tông. Trong bí cảnh đó thì có văn tới lịch sử từ xưa tới nay của Chư Thiên Vàng Giới và một lượng lớn bí tịch cùng pháp của các tiền bối đã từng ngạo ngỡ trong Chư Thiên Vàng Giới để lại. Một mình ta sống bên trong đó 18 năm cho tới khi năng lượng của vi cảnh tiêu hào hết thì ta mới quay lại thường cổ giới. Một mình ở trong vi cảnh thức lạc tới khi trưởng thành. Chẳng trích lần đầu tiên gặp người, người lại không biết gì và thường dội cổ giới. Giống như là người hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Tu sĩ không có tù vị lại có thể dựa vào vào kỳ diệt chết quý tàn cảnh. Ừ, thì ra là như vậy à. Thì có cơ thể của ta trời sinh không có kinh mạch, không thích tốt hành công pháp mà tàu mồm đây lại. Nhưng người có thể. Trước khi biết cần bị, bị mối thì ta đã ghi nhớ hết lại mọi tất cả mọi thuộc pháp bí tịch ở trong đầu. Trong hòa, người có nguyện bái Ây chà chà, bệnh người nghiệp Tây phát rồi. À bái, bái, gì cơ? À, <laughs> không có gì. Nó là vấn đề chính thôi. Đạo nhất diễn sinh kinh là chỉ bảo do cách trường bối của tàu môn. Ta tập trung sáng tạo. Có nói thì tốc độ tu luyện của người sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Ngươi là thiên tài của thường cổ giới Nhưng mà bây giờ ngươi chỉ có tu vị quý tầng cảnh Đối kháng với hai quần vườn, vườn thánh cảnh đó không khác gì lấy trứng trời đá Đối kháng với tồn tại của các bậc như thế này Thì chiến tranh quy mô lớn nhất giữa đất nước và đất nước là khó tránh Bây giờ ngươi nên tạm thời ổn đi Chuyên tâm tốt luyện Trong âm thầm triệu tập vô số tù hạ Đất lực sẽ lại thức lực riêng của mình Như vậy thì sau này mới có vốn liếng đối kháng với bọn họ Nhục thân của ta không thể tu luyện Mà chiến cấp từ cấp bậc thiên nhân trở lên Thì không thể cung cấp hỗ trợ quá lớn cho người Nhưng mà vô kỹ và tất cả pháp thuật ghi nhớ trong đầu ta Những thứ này đều có thể truyền thụ lại cho người Trong hòa ta từ bé Đã không tin vận mệnh Vậy nên Lúc đó thì thẩm chịu bà bà đã núi gặp ta gặp được người số mệnh sắp đặt. Ta không quá đỡ trong lòng. Mà hiện nay trồng và bị hy diệt ta ở thường cổ giới đây rẫy kẻ thù mà con đường phục thù sau này không biết sẽ gặp lại tiết cánh gì nữa có lẽ một ngày nào đó bị cưu già mồm sang bác đi theo bên cạnh ta thì ngươi cũng sẽ là vì thế mà chịu liên lụy dẫn tới vạn ký bất phục cho dụ như vậy ngươi vẫn nguyện ý cùng ta đi con đường này sao ừ cảm ơn Mô liền tiền bối trong pháp Trong pháp biết thành ngọn lửa rồi Sư phụ chắc sẽ không à, Không sao đâu Không còn về hỗn hốt Nữ nhân tên là trọng hòa đó Chú tủ Chú tù Hòa diễm chi đạo Trong pháp thiếu đốt đại biểu bá nguyện của sư phụ Người đã khiến thành công sư tôn tại của nàng ấy lần nữa xuất hiện rồi Trạng thái bây giờ là quá trình nút lại Vòng trần pháp này tới khi nào mới kết thúc đây? Ta rất lo lắng chứ sư phụ. Còn ý. Thời gian bên trong khác với bên ngoài. Chúng ta mới qua chưa nửa tới canh giờ. Mà bên trong đã có thể qua mấy chục năm cũng không biết chừng. Nhưng mà phần đúc lại càng nguyện khó nhất đã hoàn thành thì chắc hẳn sẽ nhìn kết thúc thôi trong hòa sư dị dị dẫn của đạo tổ kết hợp với tu luyện đạo nhất di sinh kinh từ vị cảnh giới của nàng ta tăng chóng mặt chưa tới 10 năm thì đã lên tới đột phá ba đại cảnh giới thiên nhật niết Bang và khai vũ chưa con kết một bước vào thanh cảnh mà những năm này trong hoa đã lôi kéo được nhiều kỳ nhóm di sĩ của các chủng tộc khác nhau xây dựng lên thế lực của mình đặt tên là già hòa quân Nhánh dị quần đột nhiên thành lập này Chỉ dùng thời gian nằm nằm để chinh phục vô số thành trì cờ lớn Khi hai quần vừa thánh cảnh và sát Thì cường một phản ứng lại Và hòa quần trọng thường Dẫn dắt Và đã trở thành thế lực thứ ba lớn nhất của thường cổ giới Trong họ đại nhân Quân tâm báo tín hiện này đang đạt phát triển Ta cho rằng là thừa thắng Truy kích chiếm luôn thành trì tiếp theo Hôm đầu, đầu nếu như ba ngày liên tiếp mất đi hai thành trì Thì quân địch sẽ vì vậy mà đón được chủ lực của chúng ta đi. đây Nếu như vì đại năng thanh cảnh như là giả dạ sát đại đế này tới Thì yếu thứ mà chúng ta tích lũy trước đó sẽ công cộng hết Xin đại nhân nhau... à, Hãy suy nghĩ lại Ây à, giờ dạ, ngươi cảm thấy sao? Ngươi mãi chưa đột pha được thánh cảnh, hiện nay cũng không thể là chắc chắn vị trí của giả dạ sát qua quân đội chủ lực quản không thể tiếp còn được truy kích được rồi trên quân lệnh của ta cờ bình rút về phòng tuyến sau 100 dặm quân chủ lực rút về trong thành nghỉ ngợi chữa trị cho người bị thương làm tốt thì công các ác ủy dân thường ở trong thành trì sắp xếp bọn họ lần lượt rút vào hậu phương chiến trường binh sĩ ng bắt nguyện ý quy hạ thì mô chúng viên chế vào trong quân người không đầu hàng Đi giết công thà giáo quân buộc phải làm tốt công việc kiểm tra nội dối ta còn muốn bị già hòa quần à, lửa dàn tới gì đó tuân lệnh tập 54 ở... khi chúng ta sắp tới dân thường ở trong thành lại có một người dân cảm xúc rất kích động nói là có tình báo quan trọng là muốn gặp tầng mặt bệ hạ tin báo quan trọng là phương diện nào liên quan tới hồ di ký đã mất tích năm đó chuyện của phần viêm thiên huyết độ thiên huyết độ bọn ta phát hiện ra cấu trợ dân tỳ nạn ở trong thành cô nương này lại không có mắt một cánh tay thì bị chém đứt máu trong cơ thể thì vẫn chưa tới một phần mười là máu của người thường ấy là không sống được thờ mấy ngày nữa vất vả rồi ông lui xuống đi đi bọn họ nói là cô biết thông tin về tiếng hết đồ Cô lại tạm, tạm tiểu thư Thực sự là người Nghe tới hai chữ giờ hòa này Thì ta đã biết ngay tiểu thư vẫn còn sống quá tốt rồi Cô là người có trọng giá Tiểu thư Có thể đã quên ta Nhưng ta nhớ rõ tiểu thư Ta là cô nhi Được thẩm chữ tiểu đại nhân thù nuôi Có tên là Tiết Điện Năm đó khi tiêu thư tổ chức nghi thức đánh thức huyết mạch Ta thân là đồ địa của nhóm chữ đại nhân Cho nên đứng ở phía sâu ở đội ngũ thầy tế tầm huyết tiểu thư thiên huyết đồ trên người cô còn gọi vết thương bình tĩnh từ từ nói ta sẽ không bỏ chạy đâu nằm đó giả sát đại đế và cừu môn thánh hòa tấn công dương viên thành ba thẩm chủ thì dẫn theo vài tiền bối thơ cũng dẫn hiến bản thân để cử trọng đại quan nhân có thể tạm thời sử dụng thiên huyết đồ nhìn trong đại quan nhân phần lớn là phim thiên huyết đô kích ở với tiêu chảy bản thân và đã đã thường hai vị cường giả thanh cảnh nhưng lại không có thể giết chết hoàn toàn bọn họ khi sắp chết thì trọng quan đại nhân lợi dụng tinh lực cuối cùng mà thiết lập 12 phòng ấn ở trên thiên hiếp đồ vào thiên hiếp đồ cho những thầy cũng may mắn sống sót bọn ta rồi tạm biến chà những thầy tới may mắn sống sót thì đem theo thiên hiếp đồ lại có phong ấn mà bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi thuộc hạ của hai tên thánh cảnh và bị bắt trở thành nô lệ của bọn họ. Hai thánh cảnh và cự sát mồm lại muốn nhận thuyền hiết đồ, bò thành lập một ngọn tháp cao để trấn giữ thiền hiết đồ ở dãy núi cách xa, mà tàn sát rất nhiều dân thường ở trong lĩnh vực bản thượng. Để những thầy tớ hầu hạ thiền hiết đồ bồn tạ làm thanh vật tế để kết hợp vị máu của bình dân, hồng phá vệ phòng ấn của trọng quan đại nhân. Nhưng năm này, thì cũng là vì hai thánh cảnh bị trọng thường ở trong trận chiến quan trọng trong quan đại nhân công thường tâm tư bây giờ thì bọn họ đều đã đặt trên thiên hiết độ cho nên phần lớn quân lực đều đều phòng ở trong nước thế lực của tỷ thư mới có thể phát triển như vậy chẳng trách mấy năm nay tấn công thành trì giải phóng người dân bị áp à bức cũng chưa từng gặp phải đối thủ quá mạnh thì ra là như vậy sao tỷ thư không còn thời gian nữa thiên hiết độ chỉ còn lại một tòa ấn cuối cùng thôi gia sát cừu môn vì trên giành thiên hiết độ Đại quân của hai nước đã tập trung ở dãy núi Xích Hà. Sắp có chiến rồi, Mà một kỳ phân rõ thắng thua. Thì ngon nhận được thi ghét đồ đó là độc phá cấp thánh và thống trị cả thường cổ giới. Đây là cơ hội cuối cùng. Trên đại chủ, có thù hạ. Tôi sẽ cung cấp toàn bộ dược liệu có trong nhà kho cho ông sử dụng. Ta mở cửa ông dùng cách gì nhưng phải cố hết sức cố sống của ta cho ta. Vâng. Phần viêm thiên huyết đồ à. Nếu như có sự giúp đỡ của mình Thì tốc độ tốt luyện bây giờ của trọng hòa Đã tăng lên gấp 10 lần so với lúc trước rồi Mà vừa theo lúc trước thì trọng hòa Nên sau khi sừng đế xong Thì mới có thiên huyết đồ Sau đó thì vì thế mới đứng hàng Với hai tên cảnh kia Thiên huyết đồ ừ, Nếu như thiên huyết đồ Thì ta đã gặp Makota lần nào Nhiều năm trước rồi Nhưng mà nếu như tôn thượng muốn tư phục của ấy Thì lúc bấy giờ ta đoán chắc là Tương đối khó khăn sức chiến đấu rất mạnh. Thiên khí, thiên su lô vân kích, trái lại là không nằm ở vấn đề mạnh yếu, chỉ là thiên hít thần là lội hình thiên khí cho nên có vài điểm khác biệt so với những kẻ có thể chiến đấu độc lập như bọn ta. Chú nhận à, có nhiều thế hệ của nó. Ừ. Tốt, tối như vậy rồi ta còn tưởng người đã ngủ rồi chưa? Ta đổi vi cụ, không còn. Giường ở nơi này quá mềm, ta ngủ không có quen, ta vẫn là ngồi dưới đất vẫn hơn. Sáng mai thì ta sẽ dẫn bình lính tiến tới dãy núi Xích Hà. Đây chỉ là một trận chiến khó đánh nhất từ khi thành lập hòa quân cho tên này. Tối nay ta muốn ngủ một giấc ngon để có đầy đủ tinh thần. Hơn nữa ta bên cạnh người thì chỉ cảm thấy an toàn hơn nhiều. Đây có lẽ là kỳ bẫy. Ta biết, nhưng trinh sát được phải đi mới truyền tin về báo rằng dãy núi Xích Hà đúng thật là có dấu vết trong bên tập trung. Cô nương đó đúng là nói sự thật. Nằm đó hứa cường già sát. Có thể liên hợp giết chết trong gia ta. Ta rất rõ không thể lội trừ khả năng bọn họ. là liền mình Dân dẫn bố cục cục diện lần nữa. Nhưng chỉ cần có được thiên hiệu độ thì có thể đột phá thành cảnh. Ta nghĩ hai lão hộ ly đó sẽ không thể nào từ chối sức quyến rượu này. Hơn nữa, mặc dù thực sự là mai phục thì ta cũng phải đi. Người cũng biết rõ ý nghĩa của thiên hiếp đồ đối với trọng gia ta. Nếu như hai tên khốn kiếp đó thực sự vì thiên hiếp đồ mà đánh nhau, thì đây chính là cơ hội duy nhất mà người chưa tiến vào thánh cảnh như ta có thể đến bài bọn họ. Thành ấy bại thì phải coi ngày mai. Ta cũng sẽ không dẫn người tham gia trận chiến này. Ngươi lại đi cánh trần hậu phường cho ta là được rồi. Mà lớn như lần này ta, cô sẽ không thua. Lần trước không thì sau này cũng không. Nói cũng đúng. Bốn tiểu thư là để vượng đem tới Thái Bình Hương Thịnh và thống nhất thượng cổ giới trong tương lai cơ mà. Sao có thể tối thua ở cái nơi như vậy chứ? À thì à dạ. Ta có chuyện muốn thương lượng với người một chút. Chuyện gì? Người thấy đó. Mấy năm nay chúng ta cùng nhau trả nhiều chuyện như vậy. Nếu không có người ở bên cạnh ta thì không thể đi tới ngày hôm nay. Nếu không chừng ta đã chết ở trong tì của già sát cường mồn bôn họ từ sớm rồi. Tâm ý của ta đối với người thì ta đã nghĩ người cũng biết. Nếu như ta có thể thành công với chất cường môn và sát và thống nhất thường cổ giới trong trận chiến này thì chúng ta chúng ta thành thần đi. Ừ. ừ sao rồi giờ sắc mặt của người đột nhiên trở nên tờ quá. Chỉ chờ lúc nãy ý thức của đạo tuần đang dở một vòng chứa tiếng vạn giới rồi. Bây giờ đại nghiệp vẫn chưa thành. Nói những chuyện này vẫn còn sớm. Chuyện này vẫn là sau khi có bệnh an quay về rồi nói đi. Vậy thì ta còn nhiều người đã đồng ý rồi nhé. Vậy ta cần có lý do không thể thua trong trận chiến ngày mai. Ngủ ngon. Bởi vì mình đã thay đổi tiến trình kỳ ức vốn có của Trọng Hòa. Dựa theo tốc độ thúc đẩy của hiện tại, giáo sử Trọng Hòa có thể dựa vào sức mình mà đánh bại hai đế vườn thanh cảnh. Cứ như vậy thì ký ức của Trọng Hòa cũng tính là hoàn thành sự đổi toàn bộ rồi. Lựa chọn can thiệp vào lúc này cũng đúng như vậy cũng có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian. Người là vị tiền sinh ở bên cạnh tiểu thư ừ. Ta tới coi thử với thượng của cô Bọn thần ta biết rõ tình hình của mình Đã đi tới mức hết đường câu chữa rồi Không cần phải làm phiền tiền sinh À không phiền Người Tập 155 Giết tiêu chấp 156 Tiền sinh à Ta đã người sắp chết rồi tại sao Lẽ nào người là người mà già sát cường mồm sắp phớp ở bên cạnh tiểu thư. Cho dù chúng ta chưa từng tiếp xúc, nhưng trọng hòa cũng là chủ nhân của ta. Ta cũng muốn hại chết chủ nhân của mình nữa. Mùa 75